sữa chưa chứ? Anh hai uống sữa chưa anh hai ơi? Anh hai ơi, anh hai uống sữa chưa? Tuổi thơ hả? Ủa bây giờ con lớn chưa? Lớn rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà lớn? 8 tuổi. 8 tuổi mà anh đứng kìa. 7 hả? Hello con gái. Con tên là gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Là tuổi con gì? Con gà thường ăn cái gì? Giỏi quá. Thưa sư có biết hát không nè? Thưa sư hát cái xác thầy nghe coi. Là trái gì, trái gì vậy sushi? Trái đó là trái gì con biết không? Trái gì? Con không biết hả? Trái đó là trái vú sữa đó, con đã ăn chưa? Bây giờ có muốn ăn không? Nhưng mà trái đó còn non lắm, chưa ăn được đâu nha con. Cô đi đâu vậy cô? Cô nướng con đi đâu vậy? Hả? Con đi đâu đó? Con đi đâu đó Sushi? Con hái rau hả? Rồi con hái rau nào đâu? Nào. Rồi đi tới đây luôn phải không? Rau này hả dòng mày? Con đang làm gì đó? Đi ngắm xoài luôn hả? Trái đó là trái xoài hả? Ăn chứ. Nào bây giờ Sushi tạo dáng chụp hình với trái xoài thì coi coi. Nào, mình gì đó.
con cười coi, con cười tươi coi, cười tươi lên, đạp đi, vậy đạp đi, vậy đạp, cười tươi lên. Con nè, con trai dụng cảnh để làm gì? Để chơi quay vật. Rồi gì nữa? Để lấy video đi, để cho quay vật chơi. Còn gì nữa không? Đánh quay vật. Sao cứ đánh quái vật vậy? Đánh quái vật. Hello con gái. Rồi, con tên nữa? Là gì? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con phải học giỏi không? Là tuổi con gì? Con phải học giỏi không? Con gà thường ăn cái gì? Sao nữa? Học giỏi thông minh là gì? Quá. Tôi xin có biết hát không nè? Tôi xin hát cái khác cho thầy nghe coi. Để làm gì? Con vẫn chưa có câu trả lời. Hẹn con 18 năm sau.